Anh Thiên. Ừ? Bữa này bận lắm hả? Không thèm ghé tụi em. Bé này giỡn hoài. Anh có vợ rồi nha. Anh có vợ rồi, phải dành thời gian cho vợ anh chứ, sao mà đi chơi hoài được. Anh không có đi chơi nha, đừng có giỡn nha. Trời ơi anh Thiên á nha, đi tới mấy chỗ này mà giỡn vợ mời mốt với tụi em thất nghiệp cho coi. Mất việc hả? Vậy lát tao bo đừng có lấy nha. Giỡn chơi hoài với đứa này. Thôi vô gái đi nè. Vô đi hoài. Vô. Nè bạn tôi, mấy cái dự án tôi đưa cho ông coi á, ông coi tới đâu rồi? Tôi đang xem hồ sơ của ông gửi qua để xem tình hình tài chính thế nào đã. Tôi có biết vài ngân hàng có thể giúp được ông đó. Tôi đợi ông nói câu này thôi đó, ông nói cái gì tôi cũng tin ông hết. Hay lắm đó bạn ơi. Vô cái nào. 1, 2, 3 vô. Nè đang đi tập thể đó, làm gì mặc dù ủ vậy? Mời người ta ăn lý đi, vui lên coi. Xin phép mọi người, mình nghe Hoàng Thiên nhắc về mọi người rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mới có cơ hội gặp mặt. Xin mời. Vô. Vợ của sếp thì cũng phải hết mình với mọi người để công việc của sếp được trôi chảy chứ, đúng không em? Dạ. Vợ tôi mà được như vợ ông á là tôi không kêu mấy cô này góp bia đâu. Anh này. Anh giỡn mà. Thôi giờ đừng giỡn nữa. Vô đi nào. Vô cái nè. Hai, 2, 3 vô. Sao em ra vậy? Nói gì vậy? Cô đang giận tôi hả? Không. Không giận tự nhiên em ra không nói gì hết trơn vậy? Không thích nói. Vậy là giận rồi. Hôm nay là tôi đi về sớm lắm luôn rồi đó nha. Đi nhậu, đi uống, đi ăn. Sao muốn đi đâu nữa? Thì bình thường thế nào cũng bị kéo đi tăng 2, tăng 3. Có khi còn sung quá thì đi vô ba quẩy tiếp. Còn không á, mệt mệt đó thì về đi massage, đi xông hơi gì đó. Dạ. Như vậy là gọi đi làm á hả? Cô không làm kinh doanh, cô không hiểu đâu. Có những chuyện nói ở trên bàn nhậu nó sẽ dễ hơn trên bàn học. Hiểu nhưng mà không thích. Có cần thiết là phải có người ở bên cạnh rót bia xong ôm ấp vậy không? Rồi tới lúc say lên á, là định làm gì nữa? Tới bến luôn hả? Có nha, tôi là ngoan nhất luôn rồi đó, lúc nào tôi cũng dành đi về trước hết trơn. À, điển hình là ngày hôm nay tôi kêu cô tới để tôi có cớ đi về trước, thấy không? Anh kêu tôi đi theo để tôi mang tiếng là đi theo giữ chồng hả? Thì sao, cô là vợ tôi mà, cô đi theo giữ tôi có gì đâu. Cô phải đi theo cô mới biết là tôi ngoan cỡ nào, đúng không? Anh ngoan hay hư là chuyện của anh, không liên quan tới tôi. Thì luôn. Giận hả? Sao nói vậy vậy? Tại sao tôi phải giận? Anh giúp tôi làm người yêu, còn tôi giúp anh làm vợ sắp cưới. Đó cũng là một phần công việc của tôi. Tôi muốn cô nhìn thấy thôi. Nhưng mà yên tâm đi, từ nay về sau tôi sẽ hạn chế. Tôi không cần anh phải hạn chế. Đó là công việc của anh mà, anh cứ làm việc của mình thôi. Mà tôi thấy mấy cô đó cũng thích anh mà. Cô đang ghen hả? Tôi đã nói là tôi không có ghen. Anh ôm ấp ai hay là như thế nào là chuyện của anh. Mà sau này đừng có dắt tôi tới mấy chỗ đó nữa nha. À quên mất, làm gì có chuyện sau này. Anh cứ nói với người ta là tôi đá anh nha. Dù sao tôi cũng mang tiếng xấu một lần rồi, thêm một lần nữa cũng chả sao. Cô đừng có nói là cô không có tình cảm với tôi nha. Tôi nhìn trong mắt cô, tôi thấy là đang ghen đó.
không ghen rồi mà. Nếu đường là cơn gió phiêu du, quyền lòng mình giữ yêu thương. Anh làm gì vậy? Anh đừng có uống nhiều xong rồi làm càng nha. Tôi với cô là giả mà. Coi như đồ hôn này là giả đi. Tôi với anh là giả. Mà nụ hôn này nó là thật đó. Tôi biết là anh giúp tôi nhiều chuyện cho tôi không còn rắc rối nữa, nhưng mà tôi không phải là trò tiêu khiển của anh. Anh làm như vậy là đang coi thường tôi đó, anh có biết không vậy? Tôi xin lỗi. Tôi... Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Yến. Ngàn đắng ngân mắt trong đời anh bao khát vọng, và ngày mai những yêu thương có quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện gìn giữ yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương, trái tim chân thành vẹn nguyên, không bao như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ác mộng, vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.